Hi chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Và ok các bạn ơi, hôm nay mình đang ở trong một đỉnh núi rất rất là xa nhà, khoảng 2400m. Và chúng ta đang ở trên đỉnh núi rất là cao các bạn ạ. Mình thì đang bay trên đây để đi tìm một thứ gì đó, đi tìm ít đồ các bạn. Thì cũng một vài là khủng long khác. À, con này thì không gấp được con này nha. Này mình đang đi gọi là mở map mọi người đó, mình bay đi rất là xa rồi các bạn. Đó. À, nhưng mình homer để có thêm info của map ta. À chúng ta thấy zoom lại cái vùng đất này các bạn ạ. Cái map này nhìn thì nó khá ok dễ hồi xưa mọi người nha. Thì lên đây thì kiếm ít đồ và mình thì mới vô cài in mod cái spy mọi người ạ. Và spy chúng ta cần đó chính là cái spyglass này mọi người ạ. Để ở trên đây thì chúng mình đang ở trên cái núi rất là cao mọi người, rất là nhiều đồ metal thì nó cũng đã sửa rất là nhiều các bạn. Gần như là không thể nó nhìn giống như phiên bản cũ mọi người. Đây, rất là nhiều đồ luôn. Mình có thể chế được cái spyglass đấy. Mình chỉ còn thiếu gỗ thôi mọi người. Cái này thì chế khá là đơn giản. Ở trên đây thì rất là đẹp các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ lấy gỗ. Crafting spy glass. Ok. Cái gì chứ cái riêng cái này là không thể thiếu đâu mọi người ạ. Thấy không? Là cái này là gần như là một cái gọi là item là chuẩn chỉ luôn để xem mấy con này nó cần cái gì, ăn cái gì và bao nhiêu lượng turbo. Và chúng ta cần phải chế một ít đó chính là cái trend. Cái này nè mọi người ạ. À. Trước khi đó thì mình cần phải trở về nhà để chế tạo khá là nhiều cái đồ dùng. Để mà bữa mình chưa chế gọi là cái thịt thối mọi người. Để chế cho nó ra được nhiều cái narcotic hơn. Chứ là cái đó thì hơi căng đó nha. Ta cần rất là nhiều narcotic mọi người ạ. À. Wow, narcotic thì hơi căng để mà tem một con gì đó. Chúng ta cần có một cái mod gọi là spoil cho nó thịt thối nó rã ra và để mình có thể chế đồ nó nhanh nhất có thể mọi người ạ. À. Nhà mình đây kia và mình thì không biết được cái cách mà bữa con này ra đồ chưa nhỉ? À, thính đang rơi mọi người ạ. Cái này thì có thể xem được cái thính của mình là thính gì nha. Mà chúng ta có thể xem được thông số của các con vật tầm xa hết. Thì chúng ta... Ê, ở dưới có con khủng long gì kìa. Cano mọi người ạ. Rà soát xung quanh có đĩa gì không nào. Mình thấy có con đĩa rồi mọi người ạ. Ghê ấy vậy, không phải. Ôi, ngầu phết nha. Một cái lưỡi cưa, một cái lưỡi liềm. Một cái để đi farm fiber các bạn. Đưa, à biết con này rồi. Ôi, lượng cái móc này dùng để bắt con gấu mọi người ạ. Speedboat rồi. Không, nói chung là nó dùng mấy cái trạm phóng á. Ok, có thể tìm mấy cái đó ra đồ, ra rất là nhiều narcotic mọi người ạ. À. Nhìn trên map bắt đồ này nó có cái trụ mình hay. À, cái con lần trước thì mình không biết cách tem của nó là như thế nào người. Con robot mọi người. Không biết cách tem nó. Nó hình như là cho ăn thịt cũng được nhưng mà con nó tem có vẻ hơi khó các bạn ạ. À. Mình tập hôm nay là mình đang muốn đi săn con một con khủng long cực kỳ đẹp mọi người nè. Ê what the fuck, con gì đây? Con gì mà anh?
Một con rhino. Ủa phải không? Con này không tame được mọi người ơi, nó tame mệt mọi người ơi. Ủa con này trong phiên bản này hay phiên bản nào nha? Ghê trời, con ong khổng lồ các bạn ạ. Khu này thì mình thấy ổ của một con khủng long, một con khủng long mới các bạn. Rồi nó quýnh nhau một gãy cây luôn các bạn ơi. Ủa con này 2k8 turbo mọi người ơi. Nó tem được luôn mọi người, không tem được luôn mọi người. Căn cứ của mình thì mình đã xây dựng một căn cứ nhỏ ở bên đây rồi. Để lần trước bắt cái con bên này nè, là chắc mình nghĩ nó còn nóc á. À. Con này nó ăn metal sheet các bạn ạ. Và mình quên đọc comment là nó đang ngủ mà quýnh nó là sẽ rớt rớt cái gì ta, rớt cái cấp độ khi mình teaming á. Mình không để ý cái đó mọi người, hồi đó giờ mình không để ý cái đó luôn á. Vậy là có nghĩa là nó đang ngủ, mình nên cho nó ăn gọi là narcotic mọi người, thì để nó đỡ bị mất cái phần trăm teaming hơn. Con này là shit. Ôi cái metal shit là gì nhỉ? Horror serike là cái gì trời, khó hiểu mấy cái đó ở đâu ra trời. Horizon không có luôn mọi người ạ. Cái kia là cái vật phẩm tên gì đó mọi người, mình không thể nào tìm thấy được mọi người ạ. IHSHEESHEE không có mọi người ạ. Hoặc là nó phải cần giết một con gì đó để rớt ra cái đồ đó. Có thể vậy. Trong đây thì mình không thấy rồi. Ở đây là mình gần như là không thấy cái item đó mọi người ạ. Cocktail nè. Hình như năm nay không có các bạn ơi. Có cái đó thì chúng ta xem mình được á, nhưng mà không có thì chúng ta không biết cách nào để xem mình được cả. Trên đây nó cũng không có mọi người ạ. Nếu có là xem nên được chắc rồi đó, nhưng mà mình không thấy đâu hết. Đành thôi. Để bữa nào nếu mà rớt được item đó thì mình sẽ lấy, và chung phải tiêu diệt con này mọi người ạ. Tại vì con này rất là nhiều đồ các bạn ha. Nó rất là nhiều đồ xịn nha. Ok, chúng ta cần chế ít cái speed con này bay cao quá, bay nhanh quá mọi người, bay nhanh sản luôn á. Chúng ta cần phải chế ít cái mô tô mọi người. Đây rồi, Motor Band này nè, cái này nè, đó. Cái này thì chúng giúp chúng ta có thể chế narcotic dễ hơn. Cái này để đất được đúng không ta? À, không được. Đấy, chúng ta có thể chế narcotic vô. Nhưng mà cần rất là nhiều thịt thối các bạn ạ. Thịt thối với lại narcotic nè. Để đi bắt được con kia hơi căng. Này có narcotic không?
con này ta có thối không? Mình sẽ split nó ra. Ôi không split ra được rồi. Con này kiểu à con này mình có cách mọi người, mình bỏ vô cái rương ấy xong mình split nó ra cho nó rớt ra thật nhiều thịt. Chắc là gì ta? Mình split trên bản thân của mình mọi người ạ. Split one đây nè mọi người, thì thịt thối nó sẽ kiểu là nó sẽ nhanh hơn. Trong vòng 2 phút thì nó sẽ split hết mọi người ạ. Hình như full rồi mọi người ạ. Mà trong đây nó mặc định nó stuck. Stuck thì nó sẽ mỗi lần nó chỉ làm một cục thôi mọi người. Nếu mà chúng ta làm vậy thì thịt nó sẽ thối ra toàn bộ mọi người, nó thối cực kỳ nhanh luôn. Cái việc bây giờ chúng ta cần phải đó chính là gì ta? Đi chế tạo một cái workstation các bạn. Workstation chế cũng khá là dễ. Một cái này. Đồ thì ok đó, mình thấy nghĩ là có đồ á. Mình dư đồ mọi người ạ. Workstation metal với lại hai con này thì sẽ có này. Ôi có thịt đùi luôn à. Trời 82 nhục vậy mày. Hai mình thiếu gì trời? Uầy. Ủa. Hình như nó có gì nó thiếu thiếu, nó cứng cứng đó ta. Cái da mình nhiều phết mà sao đâu hết trơn rồi trời. Thế này đi kiếm ít da vậy. Đồ có da không ta? Chắc có da chứ nhỉ. Ở trên 11 da, đậu xanh. Không gì nó bơi nước nhanh vậy. Hay ly. Ok qua giết rùa này đi. Vừa có sừng mà vừa có da. Ôi con này level 115 luôn, đậu xanh. Chào đấy, nhưng mà con chi của mình nó trâu lắm mọi người ạ. Con này nó level 200 này lần mọi người ạ. Này trâu trời. Mổ cho đầu nè, mỗi đầu nếu mà người mỗi chân nó thì nó ít máu lắm, mỗi cái đầu nè. Trời trâu bò ghê trời. Nhanh nào. Cúp đồ ra đây. Con này mình chỉ đang quay với lại speed thôi mọi người ạ. Ok, cúp ngay. Qua thu hoạch đồ. Trời, quá ít đồ, quá ít đồ. Ok, chúng ta có được chế được cái workstation rồi. Cái này thì chúng ta có thể chế ra. Chế ra gì ta? Gọi là cái đồ để chế đi bắn thú mọi người ạ. Rồi cái thuốc mê lộn quýu lộn luôn á. Cái này mình không thể đặt cái vị trí lung tung được mọi người ạ. Ôi nhìn đồ công nghệ dữ vậy. Đây chúng ta có thể chế được cái arrow x5 x10. Naco x10 stronger nữa hả? Vãi nồi đồ chơi này. Đồ chơi công nghệ à. Ok. Thấy hơi bị hơi bị thốn đó mọi người à. Mình sẽ từ từ học nốt cái kia luôn đó. Ôi lên súng cũng có nè. Ok. Mình sẽ thử cái x10. X10 không biết bao nhiêu mọi người à. Để này cho nó ra đi. Ok, x10 thì tầm 10 thịt thúi. 50 necrobury. À cái này ngon nè, cái này ngon. Ê cái người mình đủ thịt thúi vậy. 143 cục thịt thúi. Wow. À mình cũng có thể học công thức thịt thúi mọi người, spoil mít nè. Này là gì ta? À ok. Vậy là mình có thể craft được trên tay luôn mọi người ạ. À. Phải không? À, thế nào nhỉ?
nó có cái học mà có chương chế hay sao không biết nữa. Workstation chemistry. À, trên đây chế được mọi người ạ. Và chúng ta sẽ chế được đây để thịt đây đi. Ôi cũng lâu phết đó mọi người ạ. Hai thịt này nó không stack nhau hả? À? Ảo vậy? À tự gom mọi người ạ. À chúng ta sẽ chế được và cái việc bây giờ mình là phải đi thêm một con ăn cỏ mọi người ạ. À mình thấy mục tiêu mình rồi mọi người, đang vị trí mọi người ạ. Lên đường. Hình như mình có chế được cái bình Hunger mọi người. Bình Hunger đó là quan trọng nha. Ôi, level 96 luôn rồi, what the fuck. Sao vậy fan? An toàn rồi, về với đội của anh thôi nè. Ơi. Con này thì mọi người phải quấn dây nó mọi người, chứ không nó chạy được. Con này nó chạy thì mình quấn được. Ok, quấn nè. Gỡ đúng không? Thao tác của mọi người là phải gỡ dây chứ không có bắt đúng không? Ok. Con kia mình cũng có gỡ dây đấy, nhưng mà bắt không có được đâu. Tại vì cái đồ ăn của nó không kiếm ra được. Ơi, mày tâm dễ vậy. Rồi, con này là con... Ui, level thấp quá, Barasaurus. Bara nè. Con này thì dễ lắm mọi người. Bara. Ôi thiếu da nó đậu xanh da đâu nhiều chứ trời. À đây có. Bara Soros. Oh my god. Thiếu một gỗ đập cái. À có được, có mục tiêu rồi, có mục tiêu rồi. Ơi ơi ơi, qua đây, qua đây. Trời ơi, một cái ngay đầu 700 máu luôn mọi người. Da chúng ta dùng cái này lấy da được nhiều hơn. Đó. Ba ra chúng ta sẽ đi pha một ít mình sẽ đi pha một ít ít. Ồ. Một ít Necoberry, cái gì Necoberry mọi người. Giống mặt hả? Bọn này mình sẽ tăng cho nó là damage. Con này có khả năng quét được những con vật nguy hiểm xung quanh đó mọi người ạ. Con này farm ít thế nha. Farm này nó không đủ ăn, không đủ KDI rồi. Phát hiện ra sóng âm thanh con vật nào có thể gây cho mình tổn thương nó sẽ phát hiện. Này mà chúng ta bắt được con cổ già thì mọi người khỏi phải bàn luôn mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng farm thật nhiều để chương trình bắn ở trong arc của mình. Chết cha, tụi này gặp to nhiều quá. Rút. Rút. Ê, ai, kẹ. Chỗ này nguy hiểm quá. Đúng rồi. Chúng ta trở về khu hòa bình đi. Nó bay, nó xé nước mọi người coi. Nó bay xé nước kìa mọi người à. Rồi. Ơi. Vô đây. Về đây cho an toàn. Nào. Thắng. Ok, được rồi. Bọn này chạy gọi là hơi bị marathon luôn mọi người ạ. Dọn cỏ này được, ôi 200 trái rồi cũng được phết đấy chứ. Nói chung à con này tăng thêm đam nữa thì chúng ta sẽ chạy đây. Ok, chắc là mình nghĩ đủ rồi các bạn ơi. 277 trái à, từ từ đi để con này nói chung là cũng khá là ổn áp về lượng tài nguyên Nacoberry rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải vô chế ít đồ. Đây.
Mình nghĩ mới vô thì mình chơi cái X10 là đủ lắm rồi. Nếu mà chơi X15, 15 đi ha. 15. Ba cái chơi tham rồi. Ai chờ 15 mà hơi dở nha ta, hơi sợ nha ta. Ok. Tôi có 3 mũi tên thôi mọi người ạ. À. 3 mũi tên này không biết 15 là vô nhưng mà hụt hết là ăn cứt luôn á các bạn ạ. À. Ôi đẹp quá ông, gắn mũi tên ở đây luôn nè. Ai trời ơi. Nhưng mà có 3 mũi tên này hơi ghê các bạn ơi. 15 ít thì mình không biết bao nhiêu turbo cả. Cần mới nè con berry đậu xanh đâu có đi cần như thế. Mình lựa một lần 3 trái à. Con này farm lần mày farm lần 4 trái rồi, mày farm khác gì tao đâu. Tính ra mình chạy bộ đi có hiệu quả hơn mọi người, này nó farm cùi quá mọi người ạ. Chứ mình chỉnh tỷ lệ farm cũng không cao lắm mọi người ạ. Đúng rồi là cày cày hơi bị nhiều quá. Ok, gồng thêm xíu nó đi làm chế tầm 5 mũi đi mọi người. Tỷ lệ bắn hụt đó mọi người. X15 thì không biết turbo tầm bắn bao nhiêu, 1500 hay là 15.000. Đó nó là một con số rất là suy nghĩ trong đầu mọi người ạ. Nếu mà 15.000 thì nó quá dễ, mình nghĩ là 1500 thôi mọi người. Mà con Kera thì Kera Soros thì mình không biết vị trí nó nằm ở đâu và cũng như là lượng turbo của nó có như thế nào. Nhưng chắc chắn thì mình cũng cần 5 mũi tên. Để nó cực cực khổ xíu cho nó cày cho mọi người coi nó đã mắc hơn thằng này, vì chúng ta vô bắt cái ngủ luôn thì nó bá quá. Bữa sau chắc mình phải đi bắt cái con, mọi người hãy bình luận bên dưới đi, muốn bắt con gì về farm farm Nakoberry nè. Mình sẽ không chỉnh tỷ lệ farm quá là dễ lên để cho nó khó khó một chút. Chỉnh tỷ lệ lên dễ thì bắt cũng làm nó dễ quá. Hoặc là nếu mà cái mũi tên này quá bá thì mình sẽ chỉ giới hạn là dùng những cái mũi tên gọi là nó cơ bản thôi mọi người ạ. Kiểu như X15 là maximum mà không dùng thêm nữa. Trừ những con nó gọi là siêu nhân quá. Đây đây, chúng ta sẽ lên mũi 15 nha, 2 mũi nữa, ok. Ok, 5 mũi nha. Muốn thử lắm luôn mọi người, nhưng mà thiếu đồ quá mọi người ạ. Và chúng ta cần phải có đem một ít thịt đùi theo, 16 cục thịt đùi, quá là ok. Rồi, đi săn thế nào. Đi săn bắt đầu. Ở dưới đây rất là nhiều raptor nha mọi người, rất là nguy hiểm mọi người. Mấy raptor thì mình sẽ không còn dùng, nhất thiết phải dùng cái mũi tên siêu phẩm của mình được. Ừ ha, đi à một khủng long mới. Iguodon à, Iguodon không mới gì lắm nhưng mà đẹp phết nè. Đây cổ dài này, rất nhiều cổ dài mọi người. Ui ghê. Ơi này sao có hề lửa vậy? Ui con kia có hề lửa mọi người, nó cắn cháy lửa mọi người. Con Pira rất to mọi người, cắn ra lửa mọi người ạ. À. Cháy vậy. Từ từ chúng ta cần phải thêm xong số của nó như thế nào. Pira rất to. Flame Feeder. Thêm in KO. Gì vậy? Có nhiều con khủng long mới vậy bay. Khu vực của tôi đang nghĩ là yên bình lắm mà sao mà quẹo qua một bên là toàn mấy con gì đâu không vậy? Con này là con Neven. Con này là con Nevenator mọi người ạ. À. KO 8.0, đậu xanh. Căng có fan này. Nó bắt được cái tốt nhất à. Hơi căng nha, hơi căng đó ta. Mấy raptor cũng là lửa mọi người, ảo chạy. Và mình thì không biết cái con con nói chung là con Keraptor nằm chỗ nào mọi người. Không phải con Kerosaurus mọi người, nói lộn nãy giờ. Vùng Kerosaurus thì nó không biết là cái vị trí nó nằm chỗ nào. Các bạn hôm nay mình sẽ đi săn nha. Rất thề mọi người, con này rất là đẹp mọi người. Và vùng ở của nó thì mình không xác định được ở vùng nào. Nó xem cái bồ, nó con chuồn chuồn này ghê quá, con chuồn chuồn đen này con cào cào gì ghê quá.
Với chiến cơ của mình thì mình không có sợ đâu mọi người ạ. Mình thấy bay bất kỳ vùng đất nào mọi người ạ. Và cái điều quan trọng tăng stamina cho nó này mọi người. Bay tới nái luôn mọi người. Bị kiến cắn đó nè. Cúng chi tin nè. Ôi kiến nó bò mọi người thấy không? Nó bò cỏ rung luôn mọi người. Keroraptor thì mình không biết khu vực nào nữa, nhưng mà kẻ thứ bay thì mình biết hơn hơn cả. Khu vực này mình đã qua hết rồi các bạn. Hello Kerosaurus. Ui Spino. Level thấp phết. Và ở đây là một con Terry level 120. Ê, con bóng tay nhỏ này không biết con đó farm gỗ hay farm trái cây được ta. Ok, chúng ta cần phải đi săn một tí nữa. Đi tìm khủng long thì nó thú vị mọi người, nhiều vùng đất mới được khám phá. Chúng ta thấy một con cano ông bay raptor đứng ở dưới ở đây. Spino đang gọi là quẩy tung xà chảo ở dưới. Nếu mình cưỡi con Spino thì kiểu như là con raptor thì chẳng dám làm gì mình đâu mọi người ạ. À. Nhưng mình cần tìm nó cho con Kerasaurus mọi người ạ. À. Ở đây chúng ta thấy một con Terry level 12. Để ven vùng biển để xem được nhiều thứ quái vật gì không. Vùng biển này có vẻ hình như là mình đã từng sinh tồn rồi xong. Ui, mình thấy một con Megalodon kìa mọi người ạ. À. Cú bay xé gió nào. Ui, rớt nước lặn cất luôn á. Ở dưới đây thì mình chưa dám khám phá đại dương đâu mọi người. Mình cảm giác sợ bóng tối hơi nhiều, kiểu mà không gian rộng mọi người. Không phải không gian hẹp mình không sợ, nhưng không gian rộng mọi người. Kiểu chúng ta gặp ở dưới vùng nó sâu quá hơi sợ. Proto nè. Ui, khu này đẹp phết nha. Ai, có một cái trắng. Một cái Steam Bay Arrow Bertonado sách đồ. Được phết nha. Ê, mình trên đây mình có thể lấy đồ được hôm nay mà. Mình nhớ được trên đây lấy đồ được mà ta. Ui, cái đồ chi tiết nè. Bấu, bấu. Dọc đây đi. Đồ mình là chơi lượm đồ mọi người, mình không chế đồ mà đi lượm mót đồ mọi người, lên đồ quá dữ luôn. Anh kilo, ủa sao chỗ này có con anh kilo? Ủa không phải mọi người, một con alpha mọi người á. À. Một con alpha Nasus Kratos. Đồ con này đồ nhiều ta, con này giết là được đồ nhiều quá ta. Này chơi này trâu không ta? Này 18k máu chơi kiểu gì? 18k máu bỏ mọi người. 18k máu. Có mấy con alpha nó không có nóc có nóc ao mọi người. Ta đi săn khủng long mà đi quấn lộn hoài à. Mình đang đi khám phá vùng biển biển Ả Rập gì đây. Ui dùng mà đẹp phết đó chứ. Cầm chỉ có 5 mũi tên thôi mà hơi láo mọi người ạ. Con này thì mình không thể bắn được, vì bắt con này bàn á trên yên thì mình có thể bắn được. Thì tỷ lệ chết của mình thì giảm đi đáng kể đó. Xuống đất thì mình không biết là mình còn sống không. Nhưng mà để săn được con Kera thì hơi căng á. Vô vùng này bắt đầu nó lát rồi nè. Con này thì mình chưa bao giờ thấy được vị trí nó. Trên hình thì rất là đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Mình không biết cái khu vực spawn của nó như thế nào. Ở
nó sống ven biển hay là nó sống ở trong khu vực núi gì cũng không để ý lắm, nhưng mà đang mở map của chỗ con rắn nó ghê ấy, trời. Mình đang đi dọc bờ biển cho nó lót hết cái map mọi người. Ôi biển rộng phết trời. Đây thời kỳ nhúng biển à, sao biển không vậy? Ôi một con này này, một con quét rồ xây nhà trên lưng. Ta đang đi thẳng vào cái vùng núi cao trời ngời luôn. Trong lúc di chuyển thì mình có gặp một cặp bố con của cặp mẹ con của con Bruto các bạn. Rất là dễ thương, một người Bruto con level như ta, level 92, con mẹ 90 mọi người ạ. Rất là khủng khiếp luôn. Đi nghe tiếng rất là cháy mọi người ạ. Do mình bị con kia nó tấn công thành ra là mình phải đứng mình hiêu máu rồi đó. Bị con gì Bruto mọi người, nó đứng nó hiêu lửa cái là dính đúng đầu luôn á. Đây, ngoài này có thấy đắp to này các bạn thấy không? Ok, chúng ta sẽ... Ui, con được 12.000 tô luôn, đầu xanh. Mình đây vẫn đang trong công cuộc đi tìm kiếm mà con Kera mọi người, Kera Soros. Còn hơi khó, mọi người, nó quá là đẹp nên mọi người, mình muốn đi tìm nó mọi người. Rất là đẹp. Và cái map như thế này tìm rất là khó các bạn. Hay bắt con bi ra đắp to nha. Con này bắt thì dễ, con này nội tại ác mọi người, con này ghê lắm mọi người á. Câu đúng nhờ. Con này dữ lắm mọi người ạ, nó có quýnh lửa đồ ghê lắm. Thôi mình đi tìm tiếp nha. Đúng rồi, và cái thứ mọi người chắc mọi người rất là tò gì à? Không phải tò mò mà cái thứ mọi người rất là quen thuộc mọi người ạ. Đó, con Titan rớt xuống rồi mọi người. Thề, con này là những cái con mà mình chắc hẳn là nhiều bạn rất là thích mọi người ạ. Con Titan mọi người ạ. Con này thì knock out được nha. Nhưng mà không biết phải cái vũ khí là dùng canon mọi người ạ. Canon có thể bắt được nó đó. Canon bắn vô đầu thì nó gây nó hôn mê mọi người ạ. Không biết súng bắn như thế nào. Rồi bỏ qua đi nha. Còn khá là quen thuộc của chúng ta luôn, Titan mọi người ạ. Là gọi Titan các thứ. Thôi thầy đi nhặt đồ mọi người ạ. Vừa đi kiếm đồ mà vừa đi nhặt đồ các bạn. Đồ này khá là xịn, có bắp nè. Nào có tiếp. Rồi, đồ xịn phết đây. Đấy, lại được thêm đồ đó mọi người, mình lại được thêm hai món đồ nữa. Đây, cái đồ cái giày này xịn hơn giày kia. Dột. Chúng ta không cần chế đồ, mình gọi là chế độ đi nhặt đồ, nhặt rác, lên sắp full bộ đồ, full set rồi. Vẫn là chưa tìm được con kia nè, ơi. Những con này khó chịu nha, con này phải bắt thôi, con này phải quýnh thôi chứ không phải bắt. Nó cả 3 máu. Con này quýnh được cái đồ công nghệ mọi người ạ, phải quýnh, ui level cao nhỉ. Ôi, đá kìa. Ôi, đau nha. Cầu nó lên được là mình chơi nó trên không rồi đó. Méo trời, cuốn dây đập trời. Ủa, cái gì đấy? Một con Alpha Samosaurus mọi người ạ. Đậu xanh cái gì đây? Ủa con này sao bắt ta? Con này là anh em dòng họ với lại con Spinosaurus sao mọi người ạ? Máu cao quá mọi người ạ. Nó cưng cả con Megalodon về nhà luôn kìa. Đậu xanh ghê quá. Nó đang cày cú mình mọi người, nó chơi mọi người. Tôi bỏ đi. Tìm được mấy con khủng long dữ không mà bắt không được. Nhưng mà mình tin chắc là mình có thể bắt được con Kera.
Carasaurus. Trời, ngoài biển nó con khủng long bơi biển chơi Mega đâu mọi người. Dữ tượng thiệt chứ. Đây rồi mọi người ơi. My god. Mình cuối cùng cũng tìm được. Từ cái khúc ngoài biển kia đi qua khúc bên đây mọi người ạ. À. Kera đây rồi. Ủa, phải. Đây rồi, Keratosaurus mọi người. À, cuối cùng thì mình cũng tìm được con này bắt dễ mọi người ạ. À. Đây đây đây, mình sẽ cho mọi người coi xác. Đậu xanh, cuối cùng mình cũng tìm được nó. Cái này là không có console hay là không có mã không biết nha mọi người. Thề mọi người danh dự là tìm bằng tay nha mọi người. Mình tìm mấy tiếng đồng hồ đó. Trời ơi, một cặp mọi người ạ. À. Ủa, tem mình phải xịt không tắt nó bay. Tem mình phải xịt như là KO bắt được chứ ta. Ơi, tem mình phải xịt như bắt được mọi người ơi. Nó nhanh quá mọi người ạ. À. Bọn này khá là điên mọi người ạ. À. Chứ mình có còn một con Sako nữa này. Mà sao nó bắt được bọn này nhờ? Bọn này điên dã man mọi người ạ. Nó đi tới đâu là cay gãy tới đó mọi người ạ. Ok, mình dụ ra ngoài chắc. Đẹp thật sự mọi người á. Con này đi tới đâu là cay gãy tới đó luôn các bạn ơi. Nó rất là điên nha. Mọi người coi kìa. Ui ui ui. Ê, mình bị cái hiệu ứng kìa nè mọi người á. À. Ui. À, mình tin chắc là con này nó sẽ không có tha mình đâu mọi người. Bọn này nó sẽ nó rất là hấu chiến mọi người. Mình đã tách được một con ra ngoài nè. Đừng ỉa ỉa khúc này là chết mày ơi. Đấy mọi người thấy không? Nó ra là nó dí liền mọi người ạ. Và ở đây rất là xa nhà của mình. Nếu mình chết ở pha này thì chắc chắn là cút mọi người ạ. Ôi bạn ơi. Đậu xanh để số 4 mà lộn mọi người. Mày effect đỉnh da man. Ui chết cha quá hụt ơi. Gộp, cốc. Con này không tay được mọi người. Con này chích cốt bắt sao vậy? Mình không biết code mọi người ạ. Trên đây trên bản mới mình không biết code như nào đó, mọi người. Mình không biết chích code, chích bắt nó đó. Như hồi trước là bên ARK kia chúng ta có 4 tem đúng không? Con này đỉnh quá mọi người ạ. Đỉnh dã man luôn mọi người ạ. Đậu xanh không bắt nó. Trời, các bạn coi nó nè. Ồ, nhìn thích thực sự luôn á. Con này hay là đi kiếm trứng nó chứ bắt rồng nha. Những con như vậy sao không cho bắt trời. Đẹp dã man. Trời, kiếm được nó thề mình cũng không nghĩ là mình kiếm được luôn mọi người. Mình nghĩ nó sống trong mấy vùng kia ven ven hồ nước cái thứ ấy. Còn một con đó mọi người ạ. Đâu rồi? Mình nghĩ nó đang điên cuồng giết hại mấy sinh linh bên đây mọi người. Ây vãi. Xem tôi robot nó nha. Đây mọi người ạ. Oh my god.
Trời ơi, đỉnh thiệt sự các bạn à. Ôi ơi, các bạn nhìn à. Con này là bá cháy bỏ chét luôn mọi người ơi. Đẹp và kỹ năng của nó cũng gọi là nó cháy mọi người. Quá là đẹp luôn các bạn à. Ta sẽ chỉnh cho trời sáng lên xíu để cho nó đẹp tí nữa. Lock target không có, không cần thiết. Tham đây mình nướng ngày 11 đẹp hơn. No fog sương mù. Cái này này chỉnh để chụp hình cho nó đẹp hơn mọi người ạ. À, cái này là hơi ảo nha. Chết 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 con kia của mình luôn á. Mình đang bay trên trời mà các bạn. Ui. À cái slow motion không là kiểu nó đứng thời gian mọi người. Nó đứng thời gian này mọi người, để mình đang bay vậy mà đang sức hồn đi đi coi nó quýnh lộn vậy. Nó cắn chết luôn mọi người. Thôi rồi mọi người, chắc là video này sẽ dừng lại đây và để hy vọng là tập sau để mình sẽ nghiên cứu bắt con này mà nó đẹp quá chứ mày, một đẹp. Cái dạng to nhìn nhìn đẹp hơn là cái dạng những tất cả con Keratosaurus khác mình từng bắt mọi người. Con này thực sự bên cạnh và cũng có một thứ siêu nguy hiểm mọi người ạ. Đó chính là con Terry. Và chúng ta chỉ được cái góc nhìn của mình chỉ được tới đây thôi mọi người, không được đi xa hơn mọi người, tại vì nó phải quanh quẩn ngay ngay bên bản thân của mình. Ok, chào mọi người nha.